Tiếp theo là bản tin liên quan đến việc chuẩn bị confetti cho đêm giao thừa tại New York. Một trận mưa confetti, tức là hoa giấy, rơi xuống quảng trường thời đại của thành phố New York vào cuối tuần như là một phần trong chương trình thử nghiệm hàng năm trước khi bắt đầu chương trình đón chào năm mới truyền thống tại thành đô New York. Ông Jeremy Tucker, giám đốc tiếp thị của Planet Fitness và cũng là nhà tài trợ cho sự kiện tung hoa giấy chào đón năm mới, nói rằng họ muốn bảo đảm rằng hoa giấy muôn sắc màu rực rỡ sẽ quay tròn, nhảy múa và bao phủ toàn thành phố New York trong lễ đón mừng tân niên 2020. Việc thử nghiệm mưa hoa giấy được thực hiện từ trên đỉnh tháp của quán cà phê Hard Rock, trong khi đám đông ở bên dưới hoàng hô cổ vũ. Các nhà tổ chức cho biết vào nửa đêm giao thừa, 1,5 tấn confetti sẽ tung bay khắp khung trời của New York. Hàng ngàn mảnh giấy đầy màu sắc đính kèm với lời chúc mừng thân ái được gửi đến tất cả mọi người tại bức tường chúc mừng đêm giao thừa ngay quảng trường Times Square và thông qua một bức tường chúc mừng ảo. Như mọi năm thì sẽ có hơn 1 triệu người tập trung tại quảng trường Times trong ngày 31 tháng 12 để theo dõi quả cầu thủy tinh đón chào năm mới.